Hello cả nhà, hôm nay đi đến đây gặp fan hâm mộ nè, đó mấy em nhỏ nè, đó mấy em nhỏ trên kênh Dương Đức Nhã phải không? Đó Dương Đức Nhã cả nhà đó. nhớ về đăng ký kênh ủng hộ nha. Đi mấy đứa. Bốn đứa phải không? Rồi đúng rồi, bốn đứa lên kênh hello cái coi. Giơ tay hello cái coi. Đó, nãy giờ có ăn được gì chưa? Uống nước hả? Xin nước hả? Có bánh mì không? Không thấy hả? Đồng quá. Đâu có đủ bánh mì đâu cả nhà. Đó, vui ghê ha. Này gặp fan hâm mộ. Rồi, nhớ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Wow, lên đó. Lên luôn. Đó luôn cả nhà, đó. Quá vui. Rồng phun lửa, nhỏ nè. Đó, theo ba chị em ha. Bố rồng nhan. Rất là vui luôn cả nhà. Đây. Yo! Nhảy lên đó. Đẹp quá chừng luôn. Đẹp quá. Vô luôn. Rồng luôn nha. Đây, quá vui. Phun lửa luôn. Rồi, phun lửa luôn nha. Đó. Lửa luôn. Một cái lễ hội ha, rất là thu hút. Nhâm cả nhà. Đây. Quá vui, tới luôn. Tới luôn cả nhà. Đó. Quá vui. Rồng phun lửa. Dài thòn luôn nè, đó. Rồi, rất là mệt ha. Rồi, tới luôn. Lên rồng. Đó, đẹp luôn cả nhà. Đây, long long quy phục nè, đó, nó nè. Bập. Vô luôn, bập luôn. Quất luôn. Quá vui cả nhà. Đây. Tới luôn. Đó. Wow, lên, đó. Lên. Đó cả nhà. Vui ghê ha, khung cảnh hôm nay. Ok. Vô. Vui cả nhà. Đó. Đang nghỉ mệt nha. Đồng đang nghỉ mệt. Lửa đang nghỉ mệt ha. Đó. Đây nè. Ráng không? Đây, đồng lửa đây. Đó. Đang nghỉ mệt đuối lắm luôn á. Nhà đuối lắm luôn. Quá vui. Vui thiệt ha, cái không khí mỗi năm có lần à, năm nay đặc biệt là múa là hai con nha cả nhà. Đó, khán giả tôi leo lên luôn. Wow, Ngọc Kỳ Lân múa nè. Đó, rất là hiếm thấy Ngọc Kỳ Lân ha. Đó. Vô. Tới luôn, đó. Nhảy lên, đó. Đẹp quá. Vô luôn. Đó, múa luôn, đó. Lửa nè. Cắp. Quá vui cả nhà ơi. Wow, lửa luôn. Wow. Quá vui. Đó. Cảnh ha. Bà con của mình. Mình xem có lửa. Quá vui rồi. Đây. Đó, đây là ba con. Châu cái đầu vô cái nha. Châu cái đầu vô ha. Vui lắm luôn. Đó, thái ca. Thái viên nè, đó. Vui lắm luôn. Đây. Thái viên. Đó. Thanh niên lực lưỡng không nha cả nhà. Vui lắm luôn. Quá đông nè, đó. Lực lượng quá đông.
thôi, chú chị đang xem là cũng cảnh phố Đồng Giang ở đầu thánh Tây Đình ha, mỗi năm có làm à. Đó, cả nhà xem cái đầu rồng, cái đầu rồng nha, đây quá hoành tráng luôn. Rồi thì mấy anh đang nghỉ mệt đó, mệt lắm luôn á, một con rồng là cả gần cả trăm người kia nha. Đó, cả nhà đây cảnh không cảnh quá vui ha. Hello, chào mấy cả nhà nha. Đây là một cảnh phố Đồng Giang. Con gài lên cái áo cho chú cái gài. Dạ. Gài lên cái áo. Cái này nè kẹp vô đây. Khoan 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 con lấy cái này nè. Rồi con kẹp cái áo cho chú. Ngay cổ á. Quá cảm ơn, cảm ơn. Quá vui cả nhà. Đó. Tới luôn cả nhà.
thấy rất vui để hỏi.